Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá sầu riêng ngày 18 tháng 7 năm 2023, giá sầu riêng Thái tăng nha bà con. Cụ thể tại miền Tây, ri sáo hàng đẹp dao động từ 45 tới 52 ngàn đồng, ri sáo mua xô từ 37 tới 42 ngàn đồng, sầu riêng Thái hàng đẹp 75 ngàn tới 82 ngàn, sầu riêng Thái mua xô từ 66 ngàn đến 72 ngàn. Tại miền Đông, ri sáo hàng đẹp từ 45.000 tới 50.000, ri sáo mua xô từ 34.000 đến 39.000, sầu riêng Thái hàng đẹp từ 75.000 đến 82.000, sầu riêng Thái mua xô từ 62.000 đến 68.000. Ở khu vực Tây Nguyên, ri sáo hàng đẹp từ 45.000 tới 50.000, ri sáo mua xô từ 34.000 đến 39.000. Sầu riêng Thái hàng đẹp từ 75.000 tới 82.000, sầu riêng Thái mua xô từ 62.000 đến 68.000. Giá sẽ có sự chênh lệch tùy nơi tùy thương lái. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại.